Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Tiếp tục chương trình làm việc, ngày hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Mở đầu phiên thảo luận, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Theo số liệu tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2003 đến năm 2010, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận và xử lý trên 1,2 triệu đơn thư khiếu nại tố cáo. Đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai bình quân hàng năm chiếm 69,79%. Nội dung khiếu nại tố cáo đối với các quyết định hành chính trong quản lý đất đai chủ yếu tập trung khiếu nại các quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm khoảng 70%. Về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, về cấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đoàn giám sát nhận định đây là vấn đề phức tạp, nếu không được giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình khiếu nại tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ hiểu biết và ý thức chấp hành chính sách pháp luật về đất đai và pháp luật về khiếu nại tố cáo của một bộ phận người dân còn hạn chế và việc tuyên truyền phổ biến pháp luật của các cơ quan có trách nhiệm chưa tốt, chưa thường xuyên liên tục. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cho rằng, từ năm 2003 đến nay, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, do pháp luật về đất đai quy định còn mâu thuẫn với luật khiếu nại tố cáo, nên các cơ quan nhà nước còn lúng túng trong việc xác định thẩm quyền, dẫn đến sự đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình xem xét giải quyết vụ việc. Quy định về thời hạn giải quyết cũng chưa hợp lý, chưa tính đến các yếu tố phức tạp trong quá trình giải quyết, nên đã dẫn đến tình trạng cơ quan giải quyết vi phạm về thời hạn. Về nguyên nhân chủ quan, một là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa rộng khắp và đi vào chiều sâu, nhất là chính sách pháp luật về khiếu nại tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ trong quá trình chuẩn bị dự án chưa tốt, thiếu công khai rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân. Hai là việc hòa giải cơ sở là bắt buộc theo quy định của pháp luật, nhưng có địa phương không tổ chức hòa giải hoặc kéo dài thời gian hòa giải, gây phiền hà cho người dân. Cán bộ làm công tác hòa giải chưa được quan tâm bồi dưỡng về trình độ kiến thức pháp luật nên chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, một số tồn tại lịch sử như việc cho thuê, cho mượn, cầm cố đất trong nội bộ nhân dân, tiến độ giải quyết đơn còn chậm, tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng vi phạm thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật còn nhiều. Công tác tiếp dân và công tác hòa giải ở cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chưa bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm đảm nhiệm công việc này. Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng khiếu kiện, nhất là khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, đông người là do cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp về đất đai vừa thiếu, vừa yếu, có nơi còn có thái độ vô cảm, bàng quang với những bức xúc của nhân dân. Điều đó thể hiện ở việc nhiều địa phương công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo để xảy ra vi phạm như lấn chiếm đất nhưng không phát hiện xử lý kịp thời hoặc cố tình bao che vì lợi ích dòng họ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Hồ sơ địa chính lưu trữ không đảm bảo, không đầy đủ, không chính xác. Việc chỉnh lý biến động đất đai không được theo dõi cập nhật thường xuyên gây khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai. Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, các đại biểu đã đề xuất nhiều kiến nghị xung quanh nội dung này. Trong đó có việc sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến khiếu nại tố cáo, giải quyết tranh chấp của luật đất đai phù hợp với quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo, luật tố tụng hành chính. Sửa đổi bổ sung luật đất đai theo hướng cụ thể hóa tối đa các quy định hiện còn mang tính nguyên tắc, đặc biệt là những vấn đề đã áp dụng ổn định trong thực tiễn. Tôi xin đề xuất một số kiến nghị như sau. Thứ nhất là sớm sửa đổi luật đất đai và các cái luật có liên quan cho thống nhất. Đối với luật đất đai sửa đổi lần này thì nên quy định đất cơ chế thu hồi đất do cơ quan nhà nước thực hiện, bỏ cái hình thức chủ dự án tự thỏa thuận với dân. Giá thu hồi đất của nhà nước thì theo giá cái giá thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Thứ hai là các văn bản hướng dẫn thực hiện luật nên biên tập gom lại thành một vài văn bản để dễ theo dõi thực hiện. Nhiều qua thì nhiều văn bản nên khó cái quá trình truy cứu và truy tìm để mà thực hiện. Thứ ba là phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật
đối với cán bộ và người dân thông hiểu để thực hiện tốt. Một số ý kiến đề xuất cần sớm ban hành một quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Đề nghị sớm hoàn chỉnh chính sách pháp luật về đất đai cho phù hợp với tình hình phát triển hiện nay, nhất là sửa đổi luật đất đai, các nghị định của chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành, theo hướng, tránh sự bất cập, chồng chéo, xung đột giữa các bộ luật, đặc biệt là thông tư, nghị định phải hướng dẫn theo đúng luật quy định. Hai là điều chỉnh kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, nhất là về giá đất bồi thường cho dân. Ba là phải có cơ chế, biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp, các ngành chưa tập trung, chỉ đạo kịp thời trong giải quyết khiếu nại tố cáo, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bốn là các bộ ngành trung ương cần phải phối hợp và thống nhất và đồng thời ban hành một quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai để áp dụng chung cho các địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng việc khắc phục phải từ hai phía, cả về chính sách pháp luật và khâu tổ chức thực hiện, và đề nghị các ngành địa phương chủ động xem xét từng vụ việc tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện trong phạm vi quản lý để kịp thời giải quyết ngay, hạn chế khiếu nại vượt cấp, không để xảy ra diễn biến phức tạp, trở thành vụ việc khiếu kiện đông người. Từ nay đến cuối năm 2012, tập trung giải quyết cơ bản 528 vụ việc tồn đọng kéo dài. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã thăm chính thức Việt Nam trong ngày hôm nay, mùng 7 tháng 11. Sáng nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Nga Medvedev đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 7 năm 2012. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, trao đổi các biện pháp và phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án lớn giữa hai nước, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán để ký hiệp định thương mại tự do. Tại hội đàm, hai thủ tướng đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến sâu rộng, thống nhất về phương hướng và nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, phối hợp tốt hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Lãnh đạo và nhân dân hai nước quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga phát triển hiệu quả, thực chất, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển của mỗi nước. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường đối thoại chính trị tin cậy, tạo động lực cho hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nga Medvedev nhất trí cho rằng, để thúc đẩy quan hệ song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên phát triển mạnh hơn nữa, cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư và phát triển thương mại, đồng thời sớm khởi động đàm phán và ký kết FTA giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan gồm Nga, Kazakhstan và Belarus. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Medvedev đánh giá cao việc hai bên nhân dịp này đã ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, thương mại và năng lượng, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương giữa hai nước, tin tưởng rằng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được xác lập, với ý chí của lãnh đạo hai nước cùng nỗ lực và sự triển khai đồng bộ của các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga sẽ ngày càng được tăng cường và củng cố, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi, 30 năm qua, hơn 110 hộ dân ở thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh phải sống cạnh kho thuốc trừ sâu nằm sát khu dân cư. Điều này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến môi trường và cuộc sống của người dân nơi đây. Những vỏ nắp, vỏ chai thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu vẫn còn vương vãi khá nhiều tại kho thuốc bảo vệ thực vật của huyện Sơn Tịnh. Kho thuốc này được thành lập vào những năm 70 để cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Đó là những loại thuốc như thuốc diệt cỏ 2,4D, thuốc trừ sâu Ray 666, Monitor, Vofatoc, Betoc. Khi công ty giải thể, số thuốc nói trên được để lại hết trong kho đến tận bây giờ. Đây là loại thuốc cực độc và hiện đã bị cấm sử dụng. Để bắt đầu là nhập thuốc. Nhà thì có hồi thuốc phi, hơi chục phi, thuốc bà thuốc sáu ngàn năm thuốc tấn, còn phân thì cả trăm tấn á, phân ngàn cả trăm tấn. Xử lý đầu tiên cái cổng xử lý thì có cái che thông. Thế sau này là phi rồi nó bể hết lâu quá nó bể hết rồi. Từ ngà bể ra cổng liệm giáo cổng liệm trút hết giếng, ông liệm hết giếng. Còn vô che ông cũng liệm giếng nhiều lắm. Số thuốc trong kho đa số là thuốc nước và thuốc bột,
nên sau mỗi đợt mưa, thuốc ngấm xuống nền đất, chảy xuống khu vực xung quanh, gây nguy cơ nhiễm độc nguồn nước của người dân. Tôi là người dân ở đây, tôi thấy nó ảnh hưởng rất là lớn, vì nhất là cái mùi gió tay là nó quọt xuống cái kho đây, bây giờ cửa nẻo rồi nó không còn nữa, nó quọt xuống nó rất là hôi. Và nhất là cái canh mà thường thường là buổi sáng sớm á, thì gió còn xuống mạnh thì nó lại còn hôi hung. Rồi về mùa mưa á, thì là trên má là coi như bây giờ nó đã rớt hết ngó rồi, nó thấm nước mưa xuống, nó trôi ra. Điều đáng nói là người dân thôn Thế Long, xã Tịnh Phong đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương. Thế nhưng đến nay, câu trả lời vẫn là nằm ngoài khả năng xử lý của huyện Sơn Tịnh. Vừa rồi thì có đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đó, thì một số nhân dân cũng có kiến nghị bằng văn bản. Nhưng mà chỗ chi cục bảo vệ thực vật thì vấn đề này xử lý thì nó phải không thiếu thuộc thẩm quyền của huyện. Huyện xử lý không nổi vì kinh phí rất là lớn. Như vậy, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân cũng như môi trường xung quanh, các cấp chính quyền liên quan cần sớm vào cuộc, di rời xử lý triệt để kho thuốc này. Qua kiểm tra các tuyến kênh của các huyện An Biên và An Minh, nơi có nhiều phương tiện thủy hoạt động, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nhiều bến đỏ ngang không có giấy phép và nhiều công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tuyến kênh Tân Bằng – Cán Gáo là tuyến kênh nối dài hai huyện An Biên và An Minh có nhiều tàu thuyền qua lại. Trên tuyến này có 26 bến đỏ ngang đang hoạt động. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện hầu hết các bến đò chưa có giấy phép xin mở bến. Một số người điều khiển phương tiện chưa có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Một trong những bất cập trên tuyến kênh Tân Bằng – Cán Gáo là tỷ lệ các chủ phương tiện thực hiện đăng ký đăng kiểm lại rất thấp, chiếm khoảng 50%. Qua công tác kiểm tra liên ngành thì chúng tôi đã rất là phát hiện ra được rất là các nhiều những cái phương tiện, cũng có thể các cái phương tiện nó còn trốn tránh đăng ký đăng kiểm. Thì qua những cái đợt kiểm tra liên ngành này thì mình đã phổ biến thêm cho người ta và đôn đốc người ta để người ta thực hiện tốt hơn cái công việc đăng ký đăng kiểm. Và qua cái công tác liên ngành này thì cũng kết hợp để kiểm tra phát hiện và xử lý những cái bến bãi mà đã vi phạm trong vấn đề xây dựng hoặc là hoạt động của bến. Việc người dân xây cất nhà lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng tuyến là vấn đề rất khó khắc phục. Mặc dù chính quyền và các ngành chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên tình trạng này vẫn xảy ra trên tuyến kênh. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông trên đường thủy. Còn tại huyện An Biên, nơi cung cấp vật liệu xây dựng cho tuyến đường vành đai ven biển, nhánh mở rộng Minh Lương thứ 7, đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện một vài phương tiện neo đậu không đúng nơi quy định và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Cái chủ công trình người ta xây dựng là không có phép. Trước mắt chúng tôi xử lý vi phạm hành chính theo cái nghị định 60, đồng thời là buộc cái chủ phương tiện, cái chủ bến người ta phải tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Nếu như trong thời gian mà quy định mà không tháo dỡ thì chúng tôi sẽ kiến nghị với các ngành chức năng là không cấp phép mở bến hoặc là không cấp phép kinh doanh đối với cái chủ bến. Những trường hợp vi phạm, đoàn đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời vận động và hướng dẫn người dân tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Một số bất cập không thuộc thẩm quyền, đoàn sẽ kiến nghị lên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh để sớm có biện pháp giải quyết triệt để, lập lại trật tự an toàn giao thông.